lợi nhuận này nó hơi khó. À, cái dòng này là dòng tổng của cái danh mục A nhé ha. Dòng này dòng tổng danh mục A. Rồi. Đối với tình huống thứ hai, tình huống thứ hai ha. Tình huống thứ hai là tình huống mà ST nó nằm ở giữa. Tức là ST nó lớn hơn bằng X1 nhưng mà nó nhỏ hơn X2. Như vậy trong tình huống này thì các anh chị ta cũng áp dụng công thức giá trị nội tại của hai cái quyền chọn. Yeah. Thì tới đáo hạn chúng ta sẽ có là cái quyền chọn thứ nhất. Quyền thứ nhất là quyền chọn này nè. Cái quyền chọn này nè, yeah. Quyền chọn thứ nhất là quyền chọn đó đó. Rồi, thì đối với quyền chọn này thì rõ ràng là gì? Chúng ta sẽ có là giá trị của quyền chọn này khi đáo hạn chính là ST chữ X1. À, ST chữ X1, phải không ạ? Trong khi đó cái quyền chọn thứ hai giá trị nó là bằng 0, bởi vì là gì? Bởi vì S nhỏ hơn X2. À, ST nhỏ hơn X2 vậy, phải không ạ? Cho nên giá trị quyền chọn nó sẽ bằng 0. Rồi, chúng ta cũng cộng hai cái đó lại thì suy ra được là ST chữ X1, không là tổng là tổng thành quả là ST chữ X1. Rồi xét tình huống cuối cùng là ST, tức là giá cổ phiếu khi đáo hạn nó lớn hơn hoặc bằng X2, dĩ nhiên là lớn hơn X1. Thì trong tình huống này, kết quả của cái quyền chọn thứ nhất vẫn là ST chữ X1. Kết quả quyền chọn thứ hai là gì? Kết quả quyền chọn thứ hai thì nó là như vậy, kết quả quyền chọn thứ hai là trừ ST trừ X2. À, kết quả quyền chọn thứ hai là trừ ST chữ X2. Không à? Vì sao trừ cái gì? Bởi vì ở đây chúng ta đang là bán quyền chọn vậy. À, theo đúng cái dấu như ban đầu vậy. À, quyền chọn thứ nhất là chúng ta mua, cho nên kết quả là chúng ta nhận được. Quyền chọn thứ hai là chúng ta bán, cho nên là kết quả là chúng ta phải chi ra đó. Không à? Thì đó là lý do vì sao các anh chị thấy là gì, cái dòng của quyền chọn thứ hai này nó sẽ ghi là gì, trừ ST cộng X2 là như vậy, bởi vì là giá trị gốc là trừ ST chữ X2. Thì nhiên các anh chị em ta chuyển hai ra thì nó sẽ là trừ ST cộng X2, lấy hai đó cộng lại thì ra được là X2 chữ X1. Rồi, và như vậy từ đây các anh chị em ta so sánh kết quả của hai danh mục A và B, thì cái dòng gạch màu đỏ là kết quả danh mục A, cái dòng này chính là kết quả danh mục B. Thì rõ ràng như thấy là gì? Trong cả ba tình huống, chỉ có tình huống cuối cùng hai danh mục này có giá trị giống nhau là X2 chữ X1. Nhưng hai tình huống ban đầu thì danh mục B luôn có giá trị lớn hơn. Danh B cái gì lớn hơn nhỉ? Không à, bởi vì trường hợp đầu tiên là cái A là bằng 0, trong khi đó là cái B là X2 chữ X1 dương. À, tình huống thứ hai thì X2 chữ X1 là lớn hơn 0. Trong khi đó là ST trừ X1 là lớn hơn bằng 0. Và chắc chắn nó sẽ nhỏ hơn X2 trừ X1, bởi vì ST nhỏ hơn X2. À, rồi, như vậy từ đây chúng ta suy được là gì? Kết quả của danh mục B lớn hơn bằng kết quả danh mục A. Cho nên giá trị danh mục B sẽ lớn hơn hoặc bằng giá trị danh mục A. Được chưa? À, giá trị danh mục B lớn hơn bằng giá trị danh mục A. Và từ đây thì đó là lý do vì sao chúng ta có cái công thức số 2 này. Cái vế bên trái chính là giá trị danh mục B, vế bên phải chính là giá trị danh mục A cả nhà. Rồi, à, rồi như vậy thì đó là lý giải vì sao chúng ta có công thức này. À, thì công thức này phát biểu là gì? Công thức này phát biểu rằng á là chênh lệch giá quyền chọn mua kiểu châu Âu đối với hai quyền chọn có giá thực hiện khác nhau thì phải nhỏ hơn hoặc bằng hiện giá của chênh lệch giá thực hiện. À, đó thì đó chính là cái phát biểu của cái công thức số 2. Rồi, còn đối với quyền, cái đó là quyền chọn kiểu châu Âu vậy nha, CE. Đối với chọn kiểu Mỹ thì do quyền chọn kiểu Mỹ là quyền chọn được thực hiện bất kỳ lúc nào. À, được thực hiện bất kỳ lúc nào. Cho nên ở đây cái công thức chúng ta sẽ bỏ đi cái phần hiện giá, tức là cái
À, cái phần vế bên trái đó nó sẽ bỏ đi cái phần nhân 1 r mũ trừ t nha. Rồi. Và như vậy thì chỉ còn lại lấy sai chữ small thôi. Thì đó chính là cái phần đối với quyền chọn mua kiểu Mỹ. Rồi. Như vậy đó là xong cái yếu tố thứ hai là giá thực hiện. Bây giờ chúng ta xét tiếp là thông tin tiếp theo ha. Cái này không phải là cái yếu tố tác động. Thực ra là cái này thì nó nằm ở đây, nó hơi hơi kỳ, nó không thuộc cái phần yếu tố tác động. Phần này thì chúng ta sẽ đề cập tới là giới hạn dưới của quyền chọn mua, giới hạn dưới quyền chọn mua. Rồi. Thì giới hạn dưới quyền chọn mua, chúng ta đối với kiểu châu Âu thì chúng ta có công thức như ở trên slide ha, công thức này. Công thức này nè. Rồi. Thì thật ra công thức này nếu như chúng ta chú ý, chúng ta thấy là nó giống y chang như là công thức giá trị nội tại vậy. Chỉ có điều là giá trị nội tại thì chúng ta lấy S chữ X. Trong công thức giới hạn dưới này thì chúng ta sẽ trừ cho hiệu giá của X. Rồi. Thì công thức này giải thích tương tự như cái công thức phía nãy, tức là chúng ta cũng đi lập danh mục. Nếu như ta muốn giải thích, muốn coi phần giải thích thì chúng ta có thể coi ở cái bảng 3.5 nha. Cái bảng 3.5 là cái bảng giải thích cho cái công thức giới hạn dưới. Và dĩ nhiên cái nguyên tắc giải thích giống y chang như cái bảng 3.3 mới nãy, không có gì khác biệt hết. Tức là chúng ta cũng đi lấy thiết lập hai danh mục và xem xét là cái kết quả cuối cùng, cái thành quả cuối cùng của hai cái này, cái nào lớn hơn. Đúng mà, thì dĩ nhiên cái giá trị danh mục hiện tại nó sẽ lớn hơn em. Rồi, như vậy đó là công thức giới hạn dưới. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đề cập tới một tình huống mà thông thường chúng ta sẽ gặp đối với cổ phiếu, đó là tình huống mà chúng ta có trả cổ tức. Như vậy nếu như bây giờ cổ phiếu trả cổ tức thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái gì không? Chúng ta có phải điều chỉnh cái gì trong công thức này hay không? Rồi, thì câu trả lời dĩ nhiên là có. Thì ở đây chúng ta điều chỉnh cái gì? Cái cơ sở để điều chỉnh này thì chúng ta nhắc lại trong môn tài chính nghiệp. Trong môn tài chính nghiệp khi chúng ta đề cập tới cái chính sách cổ tức, chúng ta nhớ rằng là gì? Khi công ty chi trả cổ tức, giá trị của cổ phiếu sẽ giảm xuống bằng mức cổ tức chi trả. Được chưa? Cái này trong chính sách cổ tức thôi. Và dĩ nhiên thì giá cổ phiếu nó sẽ giảm xuống bằng mức cổ tức chi trả vào cái ngày gọi là ngày không hưởng cổ tức. Chúng ta gọi là cái ex dividend date, cái ex dividend date anh chị, là ngày không có cổ tức. Giá cổ phiếu sẽ giảm xuống đúng bằng mức cổ tức chi trả để phản ánh cái dòng tiền chi cổ tức đi ra khỏi công ty. Rồi, thì như vậy dĩ nhiên rõ ràng là giá cổ phiếu nó sẽ sụt giảm trong cái khoảng thời gian chúng ta nắm giữ quyền chọn. Cho nên cái công thức giới hạn dưới này cần phải điều chỉnh để phản ánh cái sự sụt giảm đó. Cho nên lúc này trong cái công thức của chúng ta đang đề cập ở phía trên, chúng ta cần phải điều chỉnh cái S0. Điều chỉnh S0. Thì điều chỉnh S0 bằng cách gì? Chúng ta sẽ trừ cho hiện giá cái cổ tức dự kiến chi trả. Như vậy chúng ta sẽ tính hiện giá cổ tức rồi sau đó lấy S0 trừ đi thôi. Và chúng ta tính được S0 phẩy rồi thế khác S0 phẩy và S0 là được. Đây, như vậy thì đó là trong tình huống là cổ phiếu chi trả cổ tức. Cái công thức này nó sẽ được điều chỉnh như vậy. Đây. Cái tình huống tiếp theo là tình huống về ngoại tệ. Thì cái này cái gì có thể đọc cũng được. Chúng ta tình huống ngoại tệ thì ở đây đối với ngoại tệ thì nó có vấn đề xuất hiện là cái lãi suất của đồng ngoại tệ và lãi suất của đồng nội tệ. Thì công thức chúng ta cũng sử dụng là công thức phía trên. Và ở đây thì chúng ta chỉ điều chỉnh cái S0 bằng cách là có xét tới yếu tố lãi suất của ngoại tệ. Này thật ra chúng ta đọc thôi cũng được. Cái này thì thi cử thì chúng ta bỏ qua phần này. Nhiều công thức quá chúng ta cũng không có ngồi dở hết được anh. Ở đây cái rho hay đôi khi chúng ta thường gọi là chữ P đó ha. Thì đó chính là lãi suất nước ngoài. Còn cái R chúng ta nãy giờ đang sử dụng hàm ý là lãi suất trong nước. Cái R chúng ta đang sử dụng hàm ý là lãi suất trong nước đó nhỉ. Còn cái rho chính là lãi suất nước ngoài. Bởi vì cái gì liên quan tới ngoại tệ thì nó có vấn đề là đồng ngoại tệ thì đầu tư với lãi suất ngoại tệ, đồng nội tệ thì đầu tư với lãi suất nội tệ. Cho nên là chúng ta phải tính cái lãi suất cho nó tương ứng. Rồi.
Tiếp theo thì chúng ta sẽ xét tới cái là kiểu Mỹ so với kiểu châu Âu. Thì thật ra cái này mới nãy đã đề cập cái gì rồi. Bữa nay có nói rồi ha. Giá trị quyền chọn kiểu Mỹ thường sẽ lớn hơn quyền chọn kiểu châu Âu. Bởi vì sao? Bởi vì là kiểu Mỹ thì cái phạm vi quyền nó nhiều hơn. Đúng không? Thì chắc chắn thì giá trị nó phải thường lớn hơn rồi. Tức là lớn hơn bằng. À, cái này thì thật sự ra trong chương trước cũng đã nói sơ như vậy này rồi. CA là kiểu Mỹ ha. À, CE là kiểu châu Âu. Anh chị ta ghi công tắc thì anh chị ta ghi chữ CA lớn hơn bằng CE được rồi ha. Còn mấy cái thành phần phía trong thì dĩ nhiên cỡ nó đi, phía trong nó phải giống nhau rồi. Chứ còn thành phần phía trong nó khác nhau thì dĩ nhiên ta đâu có so sánh được. Rồi. Như vậy đó là cái phần slide này ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đề cập tới một vấn đề là quyền chọn mua kiểu Mỹ ha. Chúng ta đề cập một cái tính chất quyền chọn mua kiểu Mỹ. Rồi. Thì cái tính chất quyền chọn mua kiểu Mỹ này nó liên quan tới việc chi trả cổ tức. Rồi, thì ở đây một cái ví dụ minh họa về số cho anh chị ta dễ hình dung. Đấy vậy nha. Bây giờ chúng ta có thông tin như vậy. Chúng ta có một quyền chọn mua Mỹ có giá thực hiện là 100. Rồi. Cổ phiếu phải trả cổ tức là 10. À, rồi cái này đáng lý phải phải ghi giá cổ phiếu trước ha. À, giá cổ phiếu hiện tại đi. Giá cổ phiếu hiện tại là 2. Cổ phiếu sẽ trả cổ tức là 10. Rồi. Bây giờ thì cái vấn đề gì xảy ra? Bây giờ chúng ta xem xét hai cái thời điểm như vậy nha, xem xét hai cái thời điểm. Rồi. Tại cái thời điểm trước ngày. Tại thời điểm trước ngày không cổ tức. Không hưởng cổ tức đi ha. Tại trước ngày không hưởng cổ tức. Nếu thực hiện cái quyền chọn mua nếu thực hiện quyền chọn mua thì chúng ta được cái gì? Nếu thực hiện quyền chọn mua thì chúng ta được bao nhiêu cái gì? 120. Ai xin lỗi, 20 không ạ? Tức là chúng ta sẽ được chính là 120 trừ 100 bằng 20. Rồi, dễ ha. Còn nếu như bây giờ chúng ta đợi tới ngày hôm sau. Ngày hôm sau là ngày không có cổ tức. Anh chị nha. Như vậy tại ngày không có cổ tức không à. Thì điều gì xảy ra? Tại ngày không có cổ tức ha. Tức là tại ngày không hưởng cổ tức. Không à. Tại ngày không hưởng cổ tức. Nếu thực hiện. Thì được. Bao nhiêu? Dĩ nhiên. Được 10 thôi. Vì sao được 10 gì? Bởi vì sao? Bởi vì tại ngày không có cổ tức á. Giá cổ phiếu trên thị trường lúc này nó không còn là 120 nữa gì, mà giá cổ phiếu của nó là 120 trừ 10 cả. Tức là giá cổ phiếu nó còn có 110 nữa gì. Vậy nhiên cái gì chúng ta trừ giá thực hiện 100 thì chúng ta chỉ được hưởng 10 thôi. À, đó mà. Đó. Thì như vậy, với ví dụ đơn giản như vậy thì sẽ dẫn đến là gì? Nếu như bây giờ cổ phiếu trả cổ tức, các anh chị ta nắm giữ quyền chọn mua kiểu Mỹ, cái gì chúng ta sẽ có khuynh hướng thực hiện sớm hay là thực hiện hay là tiếp tục nắm giữ cái gì? Dĩ nhiên sẽ có khuynh hướng thực hiện sớm. Bởi vì thực hiện sớm tức là thực hiện trước cái ngày không có cổ tức á thì chúng ta mới được lợi nhiều nhỉ. Cái gì ta mà cứ đợi nắm giữ á thì khi trả cổ tức xong á thì giá cổ phiếu nó sụt giảm và dĩ nhiên cái lợi ích gì chúng ta sẽ sụt giảm đi. Và như vậy khi mà cái cổ phiếu đó mà càng trả cổ tức nhiều thì rõ ràng là gì? Cái lợi ích gì chúng ta bị sụt giảm càng nhiều. À, cho nên đó, cái ví dụ này để minh họa một cách đơn giản như vậy thấy cái phát biểu là gì? Quyền chọn mua kiểu Mỹ đối với cổ phiếu có trả cổ tức á, thì thông thường sẽ có thể thực hiện sớm và thực hiện vào gần sát cái ngày không hưởng cổ tức. Tức là có khuynh hướng thực hiện sớm vậy. Lưu ý nha, có khuynh hướng thực hiện sớm thôi chứ không phải là bắt buộc thực hiện sớm. À, phải không ạ? Nếu chúng ta
phân tích gì ta nhắm là giá nó vẫn tiếp tục tăng cao hơn nữa, không mà thì ok chị ta bị nắm giữ thôi. Nhưng ở đây là gì, khi mà chả có tức thì thông thường là gì, cái khuynh hướng à, không cái khuynh hướng không à, hay nó khác là cái khả năng à, cái xác suất mà chúng ta thực hiện sớm nó sẽ nhiều hơn à, nhiều hơn là không chả có tức. Rồi giờ thì đó là cái tính chất về quyền chọn mua kiểu Mỹ và vấn đề thực hiện sớm. Rồi. Tiếp theo chúng ta xem xét cái nhân tố tác động kế tiếp là cái sự tác động của lãi suất và sự tác động của cái độ biến động giá cổ phiếu. Rồi thì tác động của lãi suất thì được phát biểu như vậy, vậy lãi suất và giá trị quyền chọn mua sẽ có cái quan hệ cùng chiều. Quan hệ cùng chiều vậy nha. Cùng chiều tức là khi mà lãi suất tăng thì giá quyền chọn mua nó sẽ tăng. Thông thường nó sẽ cao, phải không ạ? Rồi, thì thực ra cái lý giải đơn giản cho cái mối hệ này, các anh chị ta có thể nhìn vào công thức giới hạn dưới của quyền chọn mua. Chúng ta nhớ lại rằng là công thức giới hạn dưới quyền chọn mua chính là công thức này. Công thức giới hạn dưới quyền chọn mua là công thức này. Đúng không? Rồi, và như vậy từ đây chúng ta nhìn vào công thức này, chúng ta dễ thấy là khi mà R lãi suất á càng cao, thì rõ ràng là gì? Hiện giá của X nó sẽ càng nhỏ. Mà hiện giá của X càng nhỏ thì nhiên là S trừ với cái hiện giá này nó sẽ càng lớn. Như vậy thì đó là cái minh họa đơn giản, như thấy là lãi suất và giá trị quyền chọn mua sẽ có mối quan hệ là cùng chiều. Rồi. Bây giờ chúng ta xét tiếp là cái tác động của cái nhân tố gọi là độ biến động hay là độ bất ổn của giá cổ phiếu. Độ biến động hay độ bất ổn giá cổ phiếu, chúng ta gọi là tiếng Anh là chữ volatility. Thì độ bất ổn hay là độ biến động của giá cổ phiếu nó được thể hiện chính là độ lệch chuẩn. Tức là theo công thức về mặt toán á, thì nó thì chính là cái độ lệch chuẩn của giá cổ phiếu hoặc là độ lệch chuẩn của tỷ suất sinh lợi cũng được. Như vậy xét một cách cơ bản thì nó thể hiện cái gì? Nó thể hiện chính là cái rủi ro của tài sản cơ sở đó nhỉ? Độ lệch chuẩn tức là thước đo rủi ro, phải không ạ? Ở đây là độ chuẩn của giá cổ phiếu, như vậy rõ ràng là nó chính là thể hiện cái thước đo rủi ro của cổ phiếu đó. Rồi, như vậy thì cái độ biến động này thì nó có quan hệ thế nào đối với cái giá trị của quyền chọn? Rồi, thì thật ra đơn giản thôi, chúng ta sẽ xem một cái ví dụ đơn giản như vậy nhỉ nha. Đây. Bây giờ minh họa nghiệm ta như vậy. Giả sử chúng ta xét hai tình huống, hai cái giá cổ phiếu, phải không ạ? Cái giá cổ phiếu của hai cái cổ phiếu. Rồi cổ phiếu thứ nhất thì cái biến động giá cổ phiếu nghiệm ta thấy như vậy nha. Cổ phiếu thứ nhất biến động giá cổ phiếu nó như vậy. Rồi. Cổ phiếu thứ hai biến động giá cổ phiếu nó như vậy. Rồi, như vậy nhìn vào đây thì anh thấy là cái cổ phiếu hai là biến động nó nhiều hơn. Cổ phiếu nhất là biến động nó ít, cái sự dao động của nó ít. Rồi, bây giờ giả sử như chúng ta muốn một cái quyền chọn mua với giá thực hiện là con số này. Giả sử nha, giả sử chúng ta muốn một quyền chọn mua với giá thực hiện là cái đường màu xanh này anh chị, cái mức giá đường màu xanh. Rồi, bây giờ nếu là các anh chị chúng ta sẽ chọn cái quyền chọn mua đối với cổ phiếu nào anh chị? Bên trái hay phải? Bên phải. Anh chị em ta sẽ trả lời thường là anh chị em ta sẽ bên phải. Thì vì sao? Vì đơn giản là gì? Anh chị em ta mua cái quyền chọn mua của phía bên phải, các anh chị em ta có thể lời á. Tức là anh chị em ta xác suất anh chị em ta có thể lời nó nhiều hơn. Bởi vì sao? Bởi vì cái sự biến động của cổ phiếu bên phải nó nhiều, cho nên là nó sẽ có khả năng là tăng cao hơn cái đường màu xanh. Trong khi đó rõ ràng là chúng ta nhìn qua cái cổ phiếu bên kia thì cái dao động nó rất là ít. Không à? Cho nên là gì? Cái xác suất, cái khả năng mà nó vượt qua cái đường màu xanh nó rất là khó. Không à? Cho nên đó chính là lý do vì sao đây chúng ta nói là độ biến động và giá quyền chọn có mối hệ cùng chiều. Độ biến động càng lớn thì giá quyền chọn nó sẽ càng cao. Cái nhận định này nó cũng đúng cho cả quyền chọn bán luôn anh chị nha.
không chỉ quyền chọn mua mà cả quyền chọn bán luôn. Quyền chọn bán cũng có nhận định tương tự. Tức là khi mà độ biến động càng cao thì giá trị quyền chọn nó sẽ càng cao, dành cho cả quyền chọn mua lẫn quyền chọn bán. Rồi, như vậy đó là xem xét xong các nguyên tắc của quyền chọn mua. Rồi, tiếp theo là quyền chọn bán. Quyền chọn bán này thì chắc chúng ta sẽ đi nhanh thôi, bởi vì nó cũng tương tự như quyền chọn mua, nó cũng đi lại từng cái tình huống một. Nhưng mà chắc chúng ta nghỉ lao khoảng 5 phút đi nhỉ. Sau đó chúng ta xem xét tiếp cái quyền chọn bán. Chắc chúng ta tiếp tục ha, tranh thủ luôn không ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đề cập tới cái quyền chọn bán không ạ. Cũng nguyên tắc, các nguyên tắc tương tự quyền chọn bán. Đây chúng ta thu rồi ha. Thì đầu tiên cũng là giá trị tối thiểu không ạ. Thì giá trị tối thiểu này cũng tương tự quyền chọn mua với này cái gì rồi, là nó phải lớn hơn bằng không, bởi vì đây là các cái quyền cái gì, không phải là nghĩa vụ, cho nên lợi ích cái gì chúng ta đạt được nó sẽ không bao giờ có chuyện âm. Còn đối với quyền chọn bán cư Mỹ thì giá trị tối thiểu của nó chính là giá trị nội tại. Và giá trị nội tại của quyền chọn bán cư Mỹ thì công thức của nó sẽ tương tự như quyền chọn mua, chỉ có điều là nó đảo lại thôi anh chị. Bởi vì như đã nói vậy rồi, quyền chọn bán, quyền chọn mua thì nó có vị thế đối ngược nhau. Quyền chọn mua mà có lời tức là quyền chọn bán lỗ. Ngược lại, quyền chọn mua mà lỗ thì quyền chọn bán có lời. Cho nên ở đây chúng ta sẽ có là cái công thức nội tại của quyền chọn bán của Mỹ thì sẽ là max 0 x chữ s nè, không ạ. X chữ s phải không ạ? Bởi vì x là số tiền chúng ta thu được, s chính là số tiền mà chúng ta chi ra. Phải không ạ?
S nôm na giống như số tiền mà chúng ta chi ra, còn X là số tiền chúng ta thu được. Bởi vì chúng ta được quyền bán cổ phiếu với giá là X cái gì? À, và chúng ta thu về là cổ phiếu là X ha. Rồi. À, và dĩ nhiên cái giá trị nội tại này thì chúng ta cũng gọi nó là cái giá trị tối thiểu này chúng ta cũng gọi nó là giá trị nội tại của quyền chọn bán của Mỹ, à, tương tự như cái phần quyền chọn mua. Và ở đây dĩ nhiên chúng ta cũng có nguyên tắc là trong giá trị quyền chọn sẽ bao gồm là giá trị nội tại và giá trị thời gian. À, rồi thì nói chung thật ra những cái này là những nguyên tắc chung thôi, Mỹ thì mua hay bán gì thì là như nhau. Tiếp theo thì chúng ta xem xét là giá trị tối đa của quyền chọn bán. Thì giá trị tối đa quyền chọn bán chính là gì? Chính là cái lợi ích tối đa mà chúng ta có thể nhận được từ quyền chọn bán. Đơn giản thôi vậy nha. Rồi, và lợi ích tối đa mà chúng ta có thể nhận được từ quyền chọn bán chính là giá thực hiện. Bởi vì như này nói rồi, quyền chọn bán là chúng ta được phép bán cổ phiếu tại mức giá thực hiện. Và dĩ nhiên, lợi ích tối đa chúng ta chính là giá thực hiện. Khi nào gì? Khi mà cổ phiếu có giá là không. Tức là nếu như bây giờ cổ phiếu thị trường có giá là bằng không, tôi được quyền bán nó với giá là X, thì dĩ nhiên lợi ích của tôi lúc này nó sẽ là tối đa nhất. Chính là X. Đó nhỉ, phải không ạ? Cho nên ở đây chúng ta sẽ có được cái giá trị tối đa quyền chọn bán chính là X. Thì đó là đối với quyền chọn kiểu Mỹ, tức là PA. PA nhỏ hơn bằng X. Đối với quyền chọn kiểu Âu thì lúc này chúng ta cần phải điều chỉnh một chút là chúng ta phải tính hiện giá của X. Bởi vì sao? Bởi vì kiểu cho Âu chúng ta chỉ được thực hiện khi đáo hạn thôi. À, không mà. Cho nên là bây giờ nếu chúng ta xét tại thời điểm hiện tại thì chúng ta cần phải tính hiện giá của nó. Rồi. Còn dĩ nhiên nếu như tại thời điểm đáo hạn thì nhiên là tối đa là X. Không mà. Tại thời điểm đáo hạn thì mua cái kiểu Mỹ hay cho Âu là như nhau. Rồi. Và cũng tương tự quyền chọn mua. Quyền chọn bán khi đáo hạn, giá trị quyền chọn bán khi đáo hạn cũng chính là giá trị nội tại. À, bởi vì sao? Bởi vì khi đáo hạn, giá trị thời gian sẽ không còn. À, giá trị thời gian sẽ bằng 0. À, cho nên lúc này chúng ta sẽ có là giá trị quyền chọn khi đáo hạn chính là giá trị nội tại. Rồi, thì cái tính chất này cũng đúng cho cả mua lẫn bán. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có tác động thời gian đáo hạn. À, thì tác động thời gian đáo hạn thì lúc này phát biểu nó sẽ ngược lại quyền chọn mua. Bởi vì chúng ta là quyền chọn bán, mà quyền chọn bán thì dĩ nhiên chúng ta sẽ thích bán nó với giá cao. Đó mà. Cho nên khi mà giá thực hiện của quyền chọn bán càng cao thì giá trị quyền chọn thường sẽ càng cao. À, tức là khi chúng ta so sánh hai quyền chọn bán thì quyền chọn bán có giá thực hiện, hơi nhảy xuống dưới, hơi cả nói luôn ha. Quyền chọn bán có giá thực hiện mà càng cao thì giá trị nó sẽ càng cao hơn. À, còn đối với thời gian đáo hạn thì cũng tương tự như quyền chọn mua thôi. Tức là thời gian đáo hạn càng dài, giá trị nó sẽ càng cao. Bởi vì đơn giản là cái thành phần giá trị thời gian nó sẽ càng lớn. Rồi. Và ở đây, chúng ta cũng có cái công thức số 2, số 3. Tức là hai công thức này ha. Đây, hai công thức này nè. Thì cũng tương tự như quyền chọn mua mới nãy thôi. Tức là chênh lệch của giá quyền chọn bán kiểu châu Âu với giá thực hiện khác nhau thì nhỏ hơn một bằng hiện giá của chênh lệch giá thực hiện. À, đối với nhà của Mỹ thì là chênh lệch giá thực hiện. Cái này thì cũng giải thích tương tự, chúng ta có cái bảng 3.10 thì phải, 3.8. Bảng 3.8 là cái bảng giải thích cho cái công thức số 2. Rồi. Thật ra thì mọi thứ giống y chang quyền chọn mua, chỉ có điều là chúng ta đảo cái x1 x2 thôi. Quyền chọn mua thì x1 giá nó sẽ thường cao hơn. Còn x đối với chọn bán thì x2 giá nó sẽ, giá quyền chọn nó sẽ cao hơn. Đúng không? Bởi vì là giá thực hiện cao thì giá trị quyền chọn bán nó sẽ cao. Rồi. Giá thực hiện ha. Tiếp theo là giới hạn giới, phải không ạ? Thì đối với hạn giới này thì công thức cũng tương tự như là quyền chọn mua, tức là chúng ta cũng có một công thức chính là xuất phát từ công thức giá trị nội tại. Như vậy thì quyền chọn bán kiểu châu Âu sẽ có giới hạn dưới là gì? Tức là hàm ý là PE nó sẽ lớn hơn bằng max của 0 hiện giá của X trừ S0. Hiện giá của X trừ S. Hiện giá của X trừ S.
Dĩ nhiên ở đây thì cũng tương tự mới nãy là nếu như có tình huống trả cổ tức thì các anh chị chúng ta cũng phải điều chỉnh S0 nha. Tức là giống y chang như cái quy chọn mua nãy vậy, phải không ạ? Tức là nếu như có tình huống trả cổ tức thì anh chị ta cũng phải điều chỉnh cái S0 cho cái cổ tức, tức là chúng ta trừ cho thị giá cổ tức nha. Rồi, và dĩ nhiên thì quyền chọn bán kiểu Mỹ phải lớn hơn kiểu cho ông. Ở đây thì chúng ta có chú ý điểm như sau: giới hạn dưới của quyền chọn bán á, giới hạn dưới của quyền chọn bán kiểu Mỹ á thì công thức của nó không giống như kiểu cho ông. Đối với quyền chọn mua á, thì giới hạn dưới kiểu cho Âu hay kiểu Mỹ thì như nhau. Nhưng đối quyền chọn bán á, thì giới hạn dưới kiểu cho Âu là công thức trên bảng. Nhưng giới hạn dưới của kiểu Mỹ thì nó phải là công thức này anh chị nha. Nó là công thức này. Thì giới hạn dưới kiểu Mỹ nó là như vậy. Giới hạn dưới kiểu Mỹ chính là giá trị nội tại. Bởi vì sao vậy? Giới hạn dưới kiểu Mỹ là giá trị nội tại. Bởi vì sao? Bởi vì đơn giản thôi. Bởi vì á S trừ X thì lớn hơn hiện giá. Xin lỗi, X trừ S lớn hơn hiện giá của X trừ S. Tức là chúng ta so sánh hai cái phần á. So sánh hai phần này nè. So sánh cái phần này. Chúng ta so sánh cái công thức này và công thức này. Rồi vậy. Thì rõ ràng là gì? X trừ S nó sẽ lớn hơn cái gì? Hiện giá của X trừ giá S. Yeah. Mà mới nãy chúng ta nói rồi, giá trị tối thiểu kiểu Mỹ là X trừ S. Rồi vậy. Cho nên giới hạn dưới của nó cũng phải là X trừ S. Chứ không thể nào là cái công thức kiểu cho Âu nữa nhỉ. Bởi vì công thức kiểu cho Âu sẽ cho chúng ta giá trị nhỏ hơn X trừ S. Được không? Cho nên ở đây đối với cái giới hạn dưới của quyền chọn bán kiểu Mỹ á, thì nó chính là cái giá trị nội tại chứ không phải là công thức kiểu cho Âu. Đối với chọn mua thì hai cái là như nhau, nhưng đối với chọn bán thì nó là cái này. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét cái quyền chọn bán kiểu Mỹ và vấn đề cổ tức hoặc là thực hiện sớm. Thì chúng ta có phát biểu như vậy nhé. Nếu giá cổ phiếu giảm xuống rất thấp thì quyền chọn bán kiểu Mỹ có thể thực hiện sớm. Bởi vì sao? Rồi, thật ra cái giải thích này có thể giải thích thì nó có thể là gây khó hiểu, nhưng mà nếu như đưa ví dụ thì ta sẽ dễ dàng cảm nhận nè. Bây giờ ví dụ như vậy. Giả sử nếu như chúng ta có một quyền chọn bán kiểu Mỹ, thời hạn là 1 tháng. Được nha, quyền chọn bán kiểu Mỹ thời hạn 1 tháng. Giá thực hiện là 100. Bây giờ giá cổ phiếu trên thị trường giảm xuống rất thấp. Giả sử giá cổ phiếu bây giờ giảm xuống còn 1 cái gì. Được. Thì lúc này các anh chị có sẵn lòng tiếp tục nắm giữ cái quyền chọn bán kiểu Mỹ này thêm 1 tháng nữa không vậy? Tức là gì ta phân tích, gì ta cảm thấy là có cần phải nắm giữ thêm 1 tháng nữa. Chỉ có như là không, bởi vì sao anh chị? Bởi vì cho dù gì ta nắm giữ thêm 1 tháng nữa thì giá nhiều lắm nó giảm xuống không phải mấy thôi. Ở mà. Nhưng mà rõ ràng là cái rủi ro vẫn vẫn chấp vẫn còn tại cái rủi ro là giá nó lại tăng lên, mà giá tăng lên là anh chị ta lỗ rồi. Ở mà. Cho nên chắc chắn điều là gì? Khi mà giá cổ phiếu nó giảm xuống quá thấp như vậy thì rõ ràng lúc này cái gì ta sẽ có khuynh hướng là gì? Thực hiện sớm quyền chọn bán của Mỹ luôn. Cái gì ta không cần phải tiếp tục nắm giữ nữa. Bởi vì cái khả năng giá cổ phiếu tiếp tục giảm nữa nó sẽ rất là thấp. Được nha. Và có thể là tiếp tục giảm nữa thì lợi nhuận không đáng kể. Cho nên cái gì ta sẽ có khuynh hướng thực hiện sớm. Nhớ lại nha, ví dụ này nha. Giả sử bây giờ giá thực hiện cái gì ta là 100, tức là chúng ta được quyền bán cổ phiếu với giá 100. Bây giờ trên thị trường giá cổ phiếu của nó đang là 1 cái gì. Thì cái gì ta sẽ có khuynh hướng thực hiện sớm. Bởi vì sao? Bởi vì cái khả năng giá cổ phiếu tiếp tục giảm nữa nó cũng không còn nhiều. Cái gì nha, phải không ạ? Không còn nhiều.
mà rủi ro thì cũng có thể xảy ra, phải không? À, giả sử như rủi ro là giá cổ phiếu nó tăng lại thì sao? À, cho nên trong cái tình huống như vậy thì thông thường anh chị ta sẽ sẵn lòng thực hiện sớm quyền chọn chứ không cần tiếp tục nắm giữ nữa. À, cái quyền chọn bán này kiểu Mỹ này sẽ không cái gì ta sẽ không muốn tiếp tục nắm giữ nữa. Rồi, như vậy đó lý do vì sao anh chị ta có cái phát biểu như đã đề cập. Rồi, cái tiếp theo ha là nếu như mà cổ phiếu trả cổ tức thì quyền chọn bán kiểu Mỹ sẽ không có khuynh hướng thực hiện sớm. Bởi vì sao? Bởi vì khi cổ phiếu trả cổ tức thì giá cổ phiếu thường nó sẽ giảm. Mà cái chuyện ta đang xem xét quyền chọn bán, phải không ạ? Mà quyền chọn bán á, thì giá cổ phiếu càng giảm, cái chuyện ta sẽ càng có lợi. Đấy ha. Cho nên đối với quyền chọn bán của Mỹ, khi mà cổ phiếu trả cổ tức, cái chuyện ta sẽ càng thích, tức là chuyện ta sẽ càng tiếp tục nắm giữ, chứ chuyện ta không có khuynh hướng thực hiện sớm. Nó trái ngược với quyền chọn mua. Quyền chọn mua này chúng ta nói là gì? Khi cổ phiếu trả cổ tức thì nếu tôi nắm giữ quyền chọn mua kiểu Mỹ, tôi sẽ có khuynh hướng thực hiện sớm. À, tôi có thể thực hiện sớm. Nhưng đối với quyền chọn bán kiểu Mỹ thì là ngược lại. Bởi vì là cứ trả cổ tức càng nhiều thì giá phiếu càng giảm. Mà giá phiếu càng giảm thì tôi sẽ càng có lợi đối với quyền chọn bán. À, cho nên thông thường tôi sẽ có khuynh hướng là tiếp tục nắm giữ. Tức là tôi cái xác suất mà tôi thực hiện sớm nó sẽ thấp đi. Rồi, như vậy đó là quyền chọn bán ha. Rồi tiếp theo thì là tác động của lãi suất và tác động của biến động giá cổ phiếu, tức là theo trình tự giống y chang như là quyền chọn mua thôi. Rồi thì đối với tác động của lãi suất thì nó sẽ ngược lại với quyền chọn mua. Quyền chọn mua chúng ta nói là gì? Lãi suất biến động cùng chiều với quyền chọn mua. Thì bây giờ đối với quyền chọn bán thì lãi suất sẽ là biến động ngược chiều. Thì vì sao ngược chiều thì thật ra cũng giống mới nãy thôi. Cái gì ta cứ nhìn lại công thức giới hạn dưới. À, nhìn ở thời gian dưới thì chúng ta thấy rằng là gì? À, khi mà lãi suất càng tăng thì hiện giá x càng nhỏ, hiện giá x càng nhỏ thì nhiên trừ cho s nữa thì nó sẽ càng nhỏ, tức là biến động ngược chiều nhỉ. Rồi, đó mà rất là đơn giản ha. Rồi đó là tác động của lãi suất. À, tác động của biến động giá cổ phiếu thì giống như này nói vậy rồi. À, thì quyền chọn mua hay quyền chọn bán gì thì đều là biến động cùng chiều hết. À, tức là khi mà biến động cổ phiếu càng cao thì giá quyền chọn thường sẽ là càng cao, cả mua lẫn bán. Đây, như vậy thì đó là cái phần tác động của lãi suất và biến động giá cổ phiếu đối với quyền chọn bán. Rồi cuối cùng chúng ta sẽ sang phần cuối cùng. Thật ra thì phần này nó không nằm trong quyền chọn bán gì hết ha. Cái phần này là cái phần ngang giá quyền chọn mua, quyền chọn bán. Rồi thì cái nội dung này là cái nội dung cho chúng ta mối quan hệ giữa quyền chọn mua, quyền chọn bán. À. Rồi, thì ở đây chúng ta có kiểu châu Âu và kiểu Mỹ. Kiểu Mỹ thì anh chị em ta về nhà đọc cũng được. À, cái này thì xem như thi cử không có, cho nên anh chị em ta đọc thôi. Thật ra kiểu Mỹ thì chúng ta chỉ có cái bất phương trình thôi, chứ chúng ta không có cái phương trình. Đối kiểu châu Âu thì chúng ta sẽ có một cái phương trình thể hiện cái mối quan hệ giữa quyền chọn mua và quyền chọn bán kiểu châu Âu. À, thì cái phương trình giống như trên trên bảng đó, trên slide. Rồi, thì phương trình này chính chị chúng ta cũng diễn tả y chang như cái danh mục AB mới nãy đó chị. Tức là chúng ta thiết lập cái danh mục phía trái, cái gì chúng ta thiết lập danh mục phía phải, và khi đáo hạn hai danh mục này sẽ cho kết quả giống nhau. Thì dĩ nhiên giá trị danh mục nó sẽ ngang bằng nhau, cho nên chúng ta mới có cái phương trình đó. À. Rồi cái phương trình này sẽ diễn tả như sau gì? Vế trái thì như vậy. Vế trái là gì? Mua cổ phiếu, mua quyền chọn bán, cộng S cộng B vậy ha. Mua cổ phiếu, mua quyền chọn bán. Vế cái đó vế trái ha. Vế phải là gì? Vế phải là mua quyền chọn mua và mua trái phiếu. Mua quyền chọn mua và mua trái phiếu có mệnh giá là X. À. Đó. Thì lưu ý nha, cái phương trình này các anh chị ta được quyền biến đổi nha. Biến đổi tức là sao? Tức là anh chị ta có thể chuyển qua chuyển lại vậy. À, tức là chuyển một thành phần nào đó từ vế trái qua vế phải, hoặc từ vế phải qua vế trái nha. Chứ không phải là bắt buộc lúc nào cũng như vậy, bởi vì nguyên tắc toán thôi. Cái này là phương trình, cho nên là anh chị ta được quyền chuyển các cái thành phần qua lại với nhau. Rồi thì ở đây
cái phương trình này nó sẽ tồn tại trong một cái thị trường mà hoàn hảo. Tức là sao? Tức là nó không có thuế và chi phí giao dịch. Như vậy hàm ý là gì? Hàm ý rằng nếu thị trường có thuế và giao dịch thì cái phương trình này có thể không tồn tại. Tức là sao? Tức là hai vế nó không ngang bằng nhau. Vậy nha. Thì về mặt lý thuyết là như vậy. Về mặt lý thuyết, nếu như hai cái vế này nó không ngang bằng nhau, tức các anh chị có thể thực hiện kinh doanh trên lệch. Bởi vì sao? Bởi vì bữa nãy chúng ta nói rồi, hai cái danh mục này khi đáo hạn nó cho kết quả giống nhau. À, nhưng nếu như bây giờ giá trị ban đầu của nó là khác nhau thì tôi có thể thực hiện kinh doanh chênh lệch cái gì? Tức là tôi gì mua cái nào thấp và bán cái nào cao. Thì như vậy tôi sẽ được hưởng phần chênh lệch. Bởi vì khi đáo hạn là giá trị hai danh mục này nhận được là như nhau thì nó sẽ bù trừ với nhau. Có gì ha? Rồi. Thì đó là nguyên tắc mà lý thuyết. À, tức là nếu như cái công thức ngang giá này bị vi phạm thì anh chị ta có thể thực hiện kinh doanh chênh lệch. Tuy nhiên, trên thực tế nếu phát sinh các cái dạng như là chi phí giao dịch hoặc là thuế thì có thể là gì? Có thể rằng á là mặc dù chênh lệch này tồn tại nhưng người ta cũng không kinh doanh chênh lệch. Rồi, ví dụ cực kỳ đơn giản vậy. Bây giờ giả sử cái vế trái của chúng ta tính ra được nó là 100. Vế phải chúng ta tính ra được là 105 đi. Rồi, như vậy thì theo nguyên tắc thì anh chị ta sẽ mua vé trái 100 và bán vé phải 105 và nhận được cái phần lợi nhuận chênh lệch là 5. Tuy nhiên, giả sử bây giờ đi, cái gì ta mua bán thì chúng ta tốn chi phí dịch. Và giả sử bây giờ chi phí dịch là 5. Ví dụ như vậy. Thì như vậy nếu như chi phí dịch là 5 thì rõ ràng là gì? Cho dù anh chị ta phát hiện điều này, cái gì ta cũng không kinh doanh chênh lệch bởi vì làm chỉ trên mắc công. Tự nhiên tôi làm rồi thì cuối cùng tôi cũng đâu có được có lợi nhuận gì đâu. Lợi nhuận tôi bằng không luôn. À, bởi vì lợi nhuận tôi nhận được là 5 nhưng mà tôi phải trả mấy cái chi phí dịch là hết 5 rồi, coi như là cũng đâu có nhận được cái gì. À, đó, thì như vậy đó chính là cái lý do vì sao khi các anh chị ta mà thử cái phương trình này cho thực tế, cái gì em thấy là gì? Thông thường nó không bằng nhau đâu. À, tức là giả sử như ta lấy số thực tế vậy, giả sử như ta lấy số mấy cái giá trị quyền chọn thị trường, như ta thế vô thử như tính á, đó mà thì thường thường là nó không bằng nhau đâu. À, là bởi vì cái vấn đề đó vậy, không ạ? À, bởi vì là gì? Cái chênh lệch lợi nhuận này nó quá nhỏ, nó không bù đắp đủ cho cái chi phí giao dịch trên thị trường. Cho nên là người ta cũng không cần thực hiện kinh doanh chênh lệch để làm cái gì ha. À. Rồi thì cái đó là cái nói thêm, phải không ạ? Tại vì chúng ta thấy là về mặt lý thuyết thì nó như vậy đó, phải không ạ? Nhưng mà trên thực tế thì đôi khi có một số những cái gọi là những cái bất hoàn hảo, không ạ? Thì nó sẽ làm cho cái công thức hoặc lý thuyết thì chúng ta nó không có giống như thực tế. Thì nếu như lớn hơn thì tôi thực hiện thôi, ok không? À, tức là đơn giản là tôi có động lực, có lợi động lực, tức là tôi cuối cùng tôi có lợi nhuận thì tôi sẽ thực hiện. À, tức là nếu như bây giờ cái chênh lệch này lớn hơn phí thì ok tôi có thực hiện, không? Rồi, thì như vậy đó chính là cái nội dung của chương số 3 này vậy, không? À, cái nội dung này thì cũng hết nội dung chương số 3 luôn. Rồi thì bây giờ chúng ta xét một số cái bài tập ví dụ minh họa, không? À, thì trước khi đi vào bài tập thì không biết anh chị em ta có câu hỏi gì hay không. À, giả sử anh chị em ta ở online này, anh chị em ta có câu hỏi gì không thì chúng ta đặt câu hỏi để có gì giải đáp không ạ, thắc mắc ha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ xét cái phần bài tập. Rồi, như vậy chắc còn lại không có gì ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta xét một số những bài tập của chương này ha. Rồi, bài tập đầu tiên chúng ta xét là bài tập số 1 đó nhỉ. Nếu như có sách thì chúng ta sẽ mở sách ra xem được ha. Cái này thì cái file tiếng Anh thôi. Thì chúng ta sẽ xét bài tập số 1. Rồi, chúng ta xét nhanh bài tập số 1 có nhẹ phòng.
Cái gì nào mà làm xong thì có thể là trình bày lấy điểm cộng cũng được ha. Xét nhanh bài tập số 1 đi, khoảng 20 phút thôi. Bài này làm 20 phút được đó nhé. Tập đề rồi làm khoảng thật ra vậy làm nhanh 30 giây thôi. Mấy cái bài tập của môn này thì công thức nó không phức tạp. Đây. Trừ cái chương hoán đổi thôi, chương hoán đổi thì công thức nó hơi nhiều. Đúng không? Hơi nhiều chứ không phức tạp. Còn những cái chương khác thì công thức đơn giản, chủ yếu là chúng ta vận dụng chính xác một cái là 30 giây là xong một bài.